Chào các bạn, hôm nay HiPlay sẽ giới thiệu bộ Lego Ninjago vừa ra mắt mùa hè này sẽ đua tốc độ của Jay và Nya. Bạn sẽ có một chiếc siêu xe ngầu lòi của Jay, máy bay trực thăng của bọn rắn và 4 nhân vật. Bộ Lego 71776 xe đua tốc độ của Jay và Nya gồm 536 chi tiết dành cho độ tuổi từ 7+, kích thước hộp khá lớn, làm quà tặng thì hoành tráng. Siêu xe của Jay có màu xanh dương đặc trưng, thiết kế siêu ngầu với các lưỡi kiếm ở mũi và đuôi, khoang lái rộng rãi dành cho hai người. Phần cản gió phía sau có thể tháo rời thành bộ cánh lượn cho Nya, sẵn sàng cho các trận chiến trên không với bọn rắn. Xe cũng có hai cây súng bắn nút, bình thường có thể gập xuống, giấu kín ở trong xe. Chiếc trực thăng của bọn rắn to đẹp hoành tráng, tương xứng với kích thước chiếc siêu xe của Jay, với khoang lái dành cho hai người, mang theo 4 quả bom axit lợi hại. Cánh quạt có thể quay được khi bạn xoay bánh răng màu xám, máy bay để chiến đấu trên trời hay làm thủy phi cơ để đi ở trên nước. Bộ đi kèm với 4 nhân vật, Jay, Nya, Cobra Mechanic và Boa Di Chapter. Jay mang theo thanh gươm và côn xích, Nya với chiếc đao lớn và gươm cài ở phía sau. Cả Jay và Nya đều có hai biểu cảm ở đầu mặt. Con rắn Cobra Mechanic có 4 tay phía sau, còn Boa Di Chapter thì có nắm đấm sắt phá hủy. Hãy tái hiện trận chiến gay cấn giữa hai anh hùng ninja và bọn chiến binh rắn cả ở trên không và trên mặt đất. Nếu giành chiến thắng và hoàn thành nhiệm vụ, bạn sẽ được thưởng một lá cờ trong bộ sưu tập. Bạn có thích bộ Lego Ninjago này không? Hãy để lại comment bên dưới nhé! Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube của HiPlay để xem đánh giá về các bộ Lego mới nhất. Cảm ơn bạn nhiều!